học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt trong y học. Công nghệ giúp con người tiến gần hơn tới y học chính xác, cho phép các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị với đúng liều lượng, đúng thời điểm, dựa trên tình trạng sức khỏe, thông tin di truyền và đặc điểm hệ gen của bệnh nhân. Từ năm 2003, các nhà khoa học thế giới đã thành công trong việc giải mã hệ gen người đầu tiên. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chúng ta vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu gen đáng tin cậy với quy mô lớn. Nhìn nhận thực tế đó, năm 2018, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBig Data đã bắt tay vào thực hiện dự án giải mã hệ gen của hơn 1.000 người Việt, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu gen với quy mô dữ liệu lên đến hơn 1.200 TB, với trên 5.000 mẫu sinh học. Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu gen người Việt là một cổng thông tin cho phép tìm kiếm thông tin di truyền của người Việt, cũng như là phân tích dữ liệu gen một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện tại, hệ thống đã lưu trữ gần 30 triệu biến thể di truyền của người Việt kèm theo dấu giải, và trong tương lai gần thì có thể sẽ lên đến 50 đến 60 triệu biến thể di truyền như vậy. Hiện nay thì hệ thống của VinBig Data Vingroup đang quản lý dữ liệu về gen, dữ liệu về lâm sàng của những người khỏe, những người bệnh tham gia vào các dự án mà viện đang tiến hành. Cái hệ thống này thì là được phát triển là dựa trên cái chuẩn của Viện Y tế Quốc gia Mỹ NIH, và cái dung lượng lưu trữ lên tới là hơn 1.200 TB. Các công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay được đội ngũ nghiên cứu áp dụng để quản lý, truy vấn và phân tích dữ liệu quy mô lớn, đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư dữ liệu. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu về gen người Việt do Viện Big Data phát triển sẽ trở thành cổng thông tin tham chiếu có giá trị cho các nhà nghiên cứu y sinh và các bác sĩ như là bác sĩ di truyền, sinh viên y sinh và cả cộng đồng nghiên cứu y sinh ở trên Việt Nam và thế giới.